Em bắt em làm gì mà làm thở dài như vậy? Lâu quá em không được đi du lịch, chán quá. Chán quá à? Em thích đi du lịch đúng không? Anh có cách để em được đi du lịch nước Úc luôn. Em thích không? Có. Nhưng mà anh quên mất là anh chưa mua vé máy bay rồi. Mà anh có 5.000 cho em mua vé máy bay này. 5.000? Em dám lừa em đúng không? Khoan. Nhưng mà anh vẫn có đồ uống 100% từ Úc đấy. Anh lại trôn em à? Không trôn đâu. Đây này. Em biết không? Đây là chữa côn tươi vui này. Từ Úc đó. Bây giờ em uống thử mà xem. Uống một ngụm đắm say, uống hai ngụm là lạc ngay vào đồng cỏ xanh ở Úc đấy. Uống thử xem. Để em thử xem nào. Wow, uống chữa côn tươi vui thơm ngon. Cảm thấy vui tươi khán giả anh gấu đỏ ạ. Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà. Chào mừng các bạn đã đến với Thảo Nguyên Cỏ Tự Nhiên tại Úc. Ở đây thì chúng tôi nuôi rất nhiều bò. Đếm hết hai bàn tay của hai quý khách cũng chưa hết bò đâu nha. Nhờ được các bác nông dân yêu thương và chăm sóc nên các chú bò sữa cho những dòng sữa vừa thơm lại vừa ngon, lại nhiều chất dinh dưỡng. Mà nha, các chú bò sữa được nuôi lớn hoàn toàn tự nhiên nên là không sử dụng hormone tăng trưởng và không hề có dư lượng kháng sinh đâu nha. Thích thế, nhưng mà bò ở Úc, em ở Việt Nam á, làm sao em uống sữa Úc được? Thì em lên Shopee săn trêu ship về tận nhà luôn. Chất đợi cả tháng không có. Hai anh em nói sai hết rồi, để hướng dẫn viên nói tiếp cho nha. Gia đình nông dân Kun đã alo cho nữ hoàng băng giá mượn công nghệ đóng băng để làm đông lạnh nguồn sữa tươi ở Úc, rồi đem về Việt Nam sản xuất và đóng gói ra sữa Kun tươi vui đó. Vậy là sữa Kun tươi vui là 100% nguồn sữa từ Úc đấy em bác à? Wow, xịn quá, xịn quá. Xịn luôn. Ui. Hai anh em đang mơ màng gì thế? Em vừa mơ thấy em bay ra tận Úc xem người ta làm sữa Kun tươi vui đấy chị. Mơ với chả màng. Chắc chuẩn bị đi học rồi, em chuẩn bị đồ dùng học tập đi học chưa? Lâu quá không đi gặp em quên mất rồi chị hay sao mà. Thế mà lúc nào cũng bảo là cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày, học tập chăm chỉ cũng là một việc tốt đấy em Bắp ạ. Hay là bây giờ anh với Hà Sam với em Bắp đi vào hiệu sách mua dụng cụ học tập cho em Bắp đi. Đúng rồi anh ơi, mua dụng cụ học tập dễ thương. Đi rồi. Đây có màu này, dễ thương không? Dễ. Lấy đi, lấy cái màu này luôn. Để xem có cái gì nữa. A4 nằm đâu ạ? Đâu? Đây. Ui, đây là con nhím hay sao ấy? Đúng con nhím không? Đúng. Lấy con nhím luôn. Lấy con nhím. Ở đây này, ở đây còn rất nhiều đồ luôn này. Anh gấu đỏ ơi, cái này dễ thương này. Đây là gì em Bắp? Đây là bút này, bút sư tử đúng không? Đúng. Một chiếc thôi. Đây chị Hà Sam đang ở đây này. Chị Hà Sam mua được gì chưa? Chưa. Nhưng mà em nhìn thấy cái này dễ thương này anh ơi. Thế nè. Đây là cái bút trống. Lấy luôn. Ở đây có rất nhiều hộp bút dễ thương các bạn ơi. Đây có hộp bút con mèo này. Và đây là hộp bút con thỏ. Hộp bút con mèo tiếp. Đây là con vịt này. Đây là con gấu. Dễ thương không anh gấu đỏ? Đây có cái cặp dễ thương quá. Nhưng em Bắp lớn rồi, không dùng cặp này được đâu. Cặp này bé lắm. Ngoài dụng cụ học tập, ở đây còn có rất nhiều búp bê này các bạn ơi. Đây. Nhiều lắm luôn. Em Bắp. Đây. Em thích búp bê nào? Anh mua cho. Búp bê giống con gái lắm. Đây là có hộp bút khủng long gì đây em Bắp? Khủng long. Mấy nghìn đây. Đây lại con khủng long nữa này. Rất nhiều hộp bút khủng long luôn. Đây này. Wow, đây là khủng long gì đây các bạn ơi? Con này mới ghê này. Con này có rất nhiều gai ở trên người con luôn. Bắt tìm thấy sách. Sách khủng long này. Đây là khủng long gì đây? Không, khủng long hộ pháp. Lúc nãy em bắt tìm thấy khủng long lúc nãy luôn. Đây này. Đây là khủng long Nodopatosaurus. Wow, rất nhiều loài khủng long luôn. Cookie này. Wow, con này to nhỉ? Nhưng mà ôm cho này đến đâu? Ở đây có con quái vật ngoài hành tinh và mắt luôn.
ông này. Cuối cùng thì chúng mình cũng đã đi mua dụng cụ học tập dễ thương về cho em Bắp rồi này các bạn ơi. Hà Sam đang uống sữa Cun Tươi Vui này, em Bắp cũng đang uống sữa Cun Tươi Vui, mình cũng phải uống sữa Cun Tươi Vui. Uống sữa Cun Tươi Vui xong tươi vui hẳn lên luôn. Lấy đi xem này, em Bắp mua được gì nào. Wow, đây là cái gì đây hả em Bắp? Đây là dụng cụ học tập gì đây? Đây. Thích lắm. Đây là nhân vật trong trường Quiz Game. Em không mua dụng cụ học tập mà mua đồ chơi các bạn ạ. Đồ chơi này là đồ chơi để thư giãn giải trí này các bạn ơi. Đấy, dẻo ơi là dẻo. Bóp thế này để cho sảng khoái đầu óc. Wow, nhìn tên này là rất là buồn cười luôn các bạn ạ. Tên này ở trong game là một tên xấu các bạn ạ. Bây giờ bị mình với em Bắp kéo tay kéo chân. Wow, đây là cái con bút chì hình con gà đấy anh ơi. Gà mẹ và gà con luôn. Rất là dễ thương luôn. Hà Sam thử con bút chì trong con được không nào? Quay. Được rồi, Hà Sam thử rút ra xem được chưa. Gạt được rồi. Rất là đẹp luôn này. Con đâu này, mình sẽ cho con gà này gọt. Em Bắp gọt đi. Được chưa em Bắp, được chưa, rút nhanh xem nào. Wow, vậy là gà mẹ và gà con đã gọt cái bút chì này rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Wow, đồ dùng học tập này rất là dễ thương luôn, mà lại còn hiệu quả nữa. Em Bắp đói chưa? Em đói rồi anh cậu tớ ạ. Em háo một ra, anh cho ăn ngô này. Ăn đi, ăn ngô. Đi gặp đi. Ngô giả. Ngô giả, đây là hộp bút này các bạn ơi. Đây này, em Bắp kéo khóa ra xem. Wow, một bắp ngô. Đấy, ở bên trong mình có thể đựng bút này, đựng dụng cụ học tập. Rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn đúng không em Bắp? Này, cho em Bắp này. Cái gì đây các bạn ơi? Bảo em Bắp mua dụng cụ học tập mà em Bắp toàn mua kẹo thôi các bạn ạ. Kẹo con khỉ này các bạn ơi. Wow, sờ đầu con này nhẵn lắm. Em Bắp sờ thử xem. Mình kéo tay cho đẻ. Con khỉ này rất là giỏi. Hoa nô, vô tay. Đó, kẹp em Bắp lại. Kẹp mũi. Vì cái tội không mua dụng cụ học tập mà mua kẹo nên mình sẽ phạt em Bắp. Bây giờ em Bắp phải thực hiện theo con khỉ này làm gì thì em Bắp phải làm như thế. Rồi, được chưa? Chuẩn bị ạ. Hà Sam ơi, Hà Sam, anh bị em Bắp đuổi đứt dép rồi Hà Sam ạ. Đây rồi. Ôi các bạn ơi, em Bắp đuổi đứt cả dép mất. Bây giờ lấy đâu ra dép mà đeo nữa. Anh ơi, em có đôi dép này, em sẽ tặng anh đôi dép này nhá. Đôi dép này anh đi làm sao được. Đôi dép này chỉ đi tương vừa cả ngón chân các bạn. Nhưng mà em chỉ có mỗi đôi này thôi. Thôi anh cứ đi tạm. Dép này hỏng rồi các bạn ạ. Nhưng mà dùng dây vẫn buộc đi tạm được về nhà. Để đây để mình đi kìm dây. Dép anh gấu tờ hỏng rồi. Em Bắp, em lại mua kẹo trái tim à? Kẹo trái tim. Ui, không phải kẹo trái tim đâu. Em có nhìn thấy không? Bên dưới này là cái ngoài bút, chứng tỏ đây là một cái thân bút hình kẹo trái tim thôi. Hóa ra đây là bút nhiều màu nhiều ngòi luôn. Đây lại màu nữa này. Đây lại màu nữa các bạn ơi. Thảo viết luôn. Đây là màu xanh thế này. Màu đen này. Nhiều lắm luôn em Bắp ạ. Em Bắp lắp vào cho anh đi. Đấy, hóa ra là rất nhiều luôn. Mua một cái bút mà bây giờ thành 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cái bút luôn các bạn ơi. Lại rồi. Đây rồi. À, anh biết rồi. Đây là những cục tẩy các bạn ạ. Đây là cục tẩy. Ở trên là cái gì đây? Khoai tây chiên này các bạn. Còn đây là Pepsi, còn đây là kem. Nhưng mà đây chỉ là tẩy thôi, không ăn được đâu các bạn ơi. Nhưng mà rất là dễ thương luôn, nhỏ xinh xinh này. Vẫn còn rất nhiều dụng cụ học tập này các bạn ơi. Em Bắp. Ui, em làm rơi hết rồi. Đây. Đây là màu đúng không? Đây là màu Spider-Man này các bạn ơi. Em Bắp có rất nhiều màu Spider-Man luôn. Nhưng mà chạy, rơi hết rồi. Lại nhặt vào đi em Bắp ơi. Đây là những hình Spider-Man được in ở trên thân bút này rất là đẹp luôn. Cầm cẩn thận. Wow, ở đây có một cục tẩy này. Cục tẩy này là cục tẩy người sắt luôn này em Bắp ơi. Này, cho em cầm lấy. Wow, đây còn có một cái thước siêu dẻo luôn này. Wow, này em Bắp ơi. Dẻo nhai
kiểu gì anh? Gọt bút kỳ hình con tàu các bạn nhá. Lúc ấy là con gà, bây giờ là con tàu. Để đây, wow, rất là đẹp luôn. Tiếp đây theo là... đây là con gì đây? Đây lại là cái gọt bút kỳ nữa các bạn ạ. Em mắc mua rất nhiều gọt bút kỳ luôn. Và gọt bút kỳ này cũng dễ thương không kém hai cái gọt bút kỳ kia. Đây là gọt bút kỳ con nhím nhá. Đây kéo. Là cái kéo này, ui kéo hình con cá sấu luôn này các bạn ơi. Đây là có con cá sấu ở trong này. Đây là da cá sấu đúng không? Thôi được rồi, kéo này để đây. Wow, để xem còn cái nào. Ui, em bắp này, em bắp này. Đây là em bắp này các bạn ơi, em bắp với lại con mèo này, em bắp này. Em bắp bị sún răng này. Đúng không các bạn? Em thử cười xem nào. Micro, alo alo, 1 2 3 4. Đây là cái bút hoa hoa hay là bút con gì đây? Con gì đây? Con mèo đúng không em bắp? Bao con sư tử. À, bút con sư tử, móc vào đây. Để xem là còn cái nào đâu. Đây lại là một cái bút nữa. Cái bút này có ông già đâu ạ? À, người tuyết này các bạn ơi. Còn đây là con gì nhỉ? Con trâu hay là con gì các bạn? Có thể phát sáng luôn này. Đây này các bạn ơi, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đây là tất cả số dụng cụ học tập mà mình với Hà Sang với em Bắp đã mua về rồi các bạn ơi. Rất nhiều đồ dụng cụ học tập dễ thương luôn. Anh có đỏ, em Bắp, em vừa mới phát hiện ra, hóa ra ở nhà em Bắp có bộ đồ dùng học tập côn đầy đủ rồi nè. Thế nên ấy, bây giờ mua những đồ này là thừa đó. Thừa nhiều như thế này, hay là mấy hôm nữa em Bắp đi học, em Bắp chia cho các bạn ở trong lớp đi. Đúng rồi đó anh Gấu Đỏ ạ. Chúng ta phải biết chia sẻ cho những người xung quanh, bạn bè, người thân của mình khi mà mình đã đầy đủ rồi. Em sẽ dùng đồ dùng học tập của côn và chôn này em cho các bạn. Được rồi. Thế thì bây giờ em Bắp cất cái này đi nhá. Còn mấy cái này cũng cất đi rồi hôm nào đi học chia cho các bạn nhá. Còn sữa bây giờ anh em mình cùng uống đi. Các bạn ở nhà hãy học tập thật là chăm chỉ để có kết quả thật là cao, mang lại niềm vui cho ông bà, bố mẹ và những người thân xung quanh chúng ta nhá. Và các bạn đừng quên cùng Cun làm việc tốt mỗi ngày. Bye bye.